lên trên đó và bên Anbon 2 giờ sáng rồi, bởi vậy cho nên rất là tội nghiệp. Ngày xưa Tâm An cũng nhớ mà, Tâm An nhớ là mỗi lần chào quốc kỳ xong là bên anh 2 giờ sáng, anh phải chờ tới 2 giờ để mà đưa tay chào quốc kỳ. Mà hôm bữa cả nhà nghe anh Bon nói là anh bị stroke mà còn tệ hơn anh Văn Khoa nữa. Cho nên Tâm An và các anh chị khác cũng cầu mong cho anh Bon sớm phục hồi sức khỏe. Bữa giờ lâu lắm cũng không thấy chị Sao Mai là chị Sài Gòn nữa. Không biết chị ăn Tết kỹ quá nên cũng chưa thấy chị vào diễn đàn luôn. Hello em Hoàng Vinh. Bây giờ còn khoảng 2 phút nữa, 1 phút mấy nữa chúng ta đến chơi chào quốc kỳ. Chào quốc kỳ xong rồi Tâm An cũng phải tạm biệt diễn đàn. Có lẽ không biết là Hoàng Vinh có rảnh để sinh hoạt hay không. Anh biển vắng thì cũng không hát được, mà anh không trợ cũng không hát, thì phải bỏ robot thôi. Tâm An phải đi lên coi như là họp mặt đầu năm ở nhà em gái út của anh Trấn Bà Quyền ở trên Ờ Vai cách đây 1 tiếng đồng hồ. Là nhà anh Trấn Bà Quyền các anh chị biết rồi đó, 11 anh em đi vượt biên qua bên đây hết, mà anh Sinh là người đầu tiên bỏ đàn bỏ bầy. Bây giờ còn lại 10 anh chị em thì ngày thường đi làm, còn những cái việc mà quan trọng như thế này thì cũng quây quần. Ngày hôm qua cũng lu bu lắm, tất niên rồi lại cúng ba ảnh. Năm mới Tâm An, Happy New Year, chúc, cũng chúc tân xuân hết cả nhà nha. Trước hết là kính chúc sức khỏe cả nhà, rồi sau đó là chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Cũng chúc tân xuân anh chị yêu tự do luôn ha. Anh Bon với mọi người biết không? Ở nhà ngồi với nhau hay nói là bây giờ chúc một sự bình an đi, hoặc là chúc một coi như là vạn sự như ý thì được một sự như ý. Không có muốn nhiều nhiều sự như ý. Mà trong khi đó ở nhà mấy nhỏ nó nói là nếu mà cho nó một điều như ý thì nó sẽ ước được ngàn điều như ý. Ok, chúng ta tới giờ vào quốc kỳ rồi. Cung chúc tân xuân anh Trung Tín. Mời anh Trung Tín bó chùm cờ cho lễ chào quốc kỳ nha. Kính thưa quý vị và thưa các anh chị đang hiện diện trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Bên Việt Nam thì hôm nay đã là ngày mùng 2 Tết rồi các anh chị. Nhưng mà đối với Cali thì hôm nay là cái buổi chào quốc kỳ đầu tiên của năm Quý Mão. Tâm An kính mời quý vị và các anh chị cùng đang ở trước máy hoặc là đang còn thức, xin kính mời quý vị và các anh chị chúng ta cùng đưa tay nghi thức chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, phút mặc niệm
để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phúc mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phúc mặc niệm bắt đầu. Anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt với phong sơn đấu tranh, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt với phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển
bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Dạ, Tâm An xin kính chào lại hết cả nhà. Xin cảm ơn anh Bon, anh Sơn Trà Quê Tối, anh Ngồi Nghe, anh Biển Vắng, anh chị Việt Nam Quê Tôi, anh chị 4 phút 33 giây, em Hoàng Vinh, anh chị Chim Bắc Cành Nam, anh chị Yêu Tự Do Phong Lan và anh Trung Tín. Xin cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc sức khỏe cũng như là cung chúc tân xuân. Nghe nhỏ quá hả? Hello anh Bân Quơ, sao vậy? Nghe nhỏ hả? Dạ, good night anh Bon ngủ ngon nha. Chúc cho sức khỏe của anh sớm phục hồi. Trước tiên Tâm An chúc sức khỏe cả nhà. Ô, cảm ơn em Hoàng Vinh. Và cũng xin kính chúc quý vị và các anh chị một năm mới an lành, nhiều niềm vui cũng như là phúc lộc dồi dào. Bây giờ thì cho Tâm An xin phép được remove những bàn tay. Hoàng Vinh có sinh hoạt được không? Vinh chiều nay ở nhà hay là có đi đâu không? Ok, chị Tâm An gửi mic cho Hoàng Vinh. Tâm An tạm biệt cả nhà. Tâm An bây giờ phải chuẩn bị chạy tới nhà em gái út của anh Chấm Bảo Quyền. Một lần nữa chúc mừng năm mới cả nhà nha. Ôi dạ vâng, cảm ơn chị Tâm An rất là nhiều nha. Hoàng Vinh cũng mới giọt về đất thì thôi. Và năm mới cũng chúc quý vị, toàn thể quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Cái gì chúc quý vị nhiều nghị lực sức khỏe ha, để tiếp tục làm những gì đó hữu ích cho quê hương dân tộc chúng ta. Dạ, chúc chị mang đi chơi vui vẻ. Quý vị ơi, chị có ở Hoa Kỳ này chúng ta còn thấy được nghe tiếng pháo quý vị. Dạ, nó thật sự như vậy á. Ở bên Canada cũng chưa chắc đâu. Chỉ có Hoa Kỳ này á. Dạ. Mà cái năm này ngộ quý vị ơi. Năm này á, Hoàng Vinh thấy tụi mẹ cũng ăn Tết Việt nữa nha. Tụi mẹ ở tại thành phố của Úc Lanh Hoàng Vinh á, nó thấy người Việt Nam đốt pháo vậy á, nó cũng bước chức đem pháo ra đốt luôn. Nó đem pháo hoa đốt quý vị. Người mẹ ăn Tết ta đó quý vị. Hoàng Vinh thấy rõ ràng như vậy á. Dạ, dạ, ok. Dạ, năm mới cũng Hoàng Vinh chúc quý vị sức khỏe ha. Nãy Hoàng Vinh vô cũng không quên chào quý vị. Chúc anh Bon mau hồi phục sức khỏe. Cái gì sức khỏe quan trọng đó, như Hoàng Vinh đây nè, muốn nói chuyện cũng khó nói vì ơi, lúc này hơi cũng yếu lắm rồi. Mới về thì tim hơi đập bịch chạy vô. chưa có mình nói nè, hốc hơi nha. Nhưng mà qua Tết rồi Hoàng Vinh cố gắng để qua hết mùng đó. Hoàng Vinh bắt đầu tập thể dục với tao lại nha. Mời quý vị đưa bàn tay thân thương lên để mà giúp vui diễn đàn nha. Thôi để Hoàng Vinh mở một bản nhạc đi ha. Mừng xuân đi. Mời quý vị theo để Hoàng Vinh coi cái audio vô lọt không, diễn đàn không đó.
Để coi thử coi, nhiều khi nó không lọt nữa. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi kính chúc quý vị được okay, vài điều may rồi. Mắn, an lành và hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầy vơi. Nhớ ta đi mời, hãy chúc ngày mai sáng trời thu gió. Ôi dạ vâng, cảm ơn Vi rất là nhiều. Cái đó là bài nhạc Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, trước năm 7, trước năm 75 quý vị. Dạ đúng rồi, chú Energy, cái đó cũng là tin buồn đó chú Energy. Hết ngày... Ồ cái gì vậy trời? Dạ yeah, cái gì mà... À ok. Dạ... hết ngày lửa là ngày ghen tư mà lửa ngày ngày đón xuân là đi làm bậy. Dạ yeah, thiệt tình tào lao thiệt. Dạ yeah. Ở đây có nhiều ở xã hội mà lúc nào có hàng khùng hàng điên hết, nhưng mà nói thật nữa vị, Cali này nó rất là gắt gao vấn đề súng ống lắm, mà không biết tại sao nó thấy chưa. Bởi vậy cái tin này rất là đau buồn vị. Cái này nó xảy ra tại thành phố Los Angeles. 10 người tử vong mà tất cả những 10 người đó đều là năm cặp với nhau vì tội chưa. Năm cặp đó vị nha. Ngày vui ăn mừng mà năm cặp chết luôn. Thêm 10 người khác bị thương nữa. Rồi anh này mới chạy xin lỗi vị. Mới tẩu thoát nơi cách thành phố cũng gần đó thôi. Anh đợi trong van rồi anh tự quyết luôn. Dạ yeah, anh tự tử luôn. Như vậy là tất cả là 11 người chết. Dạ yeah, 10 người bị thương. Dạ yeah. Nhưng hình như cái này là họ vui mừng mà phải không? Dạ yeah. Nhưng mà ở chuyện đời mà mình ở thời đại này á, Hoàng Vinh thấy á, người khùng khùng điên nhiều lắm. Sau mấy năm mùa dịch ở Vũ Hán này vậy, nó tạo cho người ta đủ thứ bệnh tâm thần hết. Không biết tại sao hôm nay Hoàng Vinh nói chuyện không được nữa. Dạ yeah, là như vậy cho nên chúng ta cũng không nên đi đâu mà tụ tập đông người lắm vì không nên thời buổi này. Cũng có thể là tụi tụi khủng bố lợi dụng vấn đề này nữa không, xả súng nữa cũng chuyện cũng có nữa mà vẫn không. Nhưng mà cái thời buổi này á, là mình ở đâu ở đó, không nên đi xa mà cũng không nên tụ tập nơi nào đông đúc người. Cái chuyện đó không nên, vì thời buổi này nó ra đường á, xe cộ rất là nguy hiểm lắm. Không biết cái nơi nào quý vị sao chứ nơi Cali Hoàng Vinh thì nó hỗn loạn như vậy đó. Dạ yeah. Mà bây giờ trở lại những cái bình thường Tết hàng năm đi ha. Quý vị biết á, bao nhiêu năm rồi á, ở quốc nội chúng ta bây giờ không có nghe được tiếng pháo mà vì cái đó là chú Biển Văn có nói nha. Nghe tiếng pháo nhớ lại Tết Mậu Thân 68. Là đúng như vậy, vì cộng bây giờ nó sợ tiếng pháo lắm. Nó rất là sợ tiếng pháo. Dạ yeah. Tại vì chính lũ nó là chơi chiêu này mà quý vị thấy không? Cho nên lúc nào nó cũng sợ đến tiếng pháo đó. Thật sự ra mấy cái đảng viên cộng sản nó chẳng có bao nhiêu hết đó vị. Nó chẳng có bao nhiêu thằng đó, bao nhiêu là đang theo thôi à, nó thật quý vị á. Mục tiêu nó chẳng có bao nhiêu thằng đâu. Thật sự như vậy. Dạ yeah, thì lúc nào nó cái thằng cái kẻ mà nó gian manh, nó xảo trá, lúc nào nó cũng hồi hộp, sống nó hồi hộp lắm, nó không bao giờ mà nó thanh thản hết á. Dạ yeah, cho nên lúc nào nó cũng sợ vấn đề này. Cho nên bao năm trời thì người dân Việt Nam không được nghe tiếng pháo là như vậy đó.
Chứ ở Cali này thật quý vị á, hình như chỗ nào có tiếng pháo quý vị ơi. Cái nơi thành phố Oakland, Hồng Vinh á, Hồng Vinh nói là mễ nó ăn Tết theo Tết Việt mà. Hồng Vinh thấy mấy mễ gần chỗ khu mà Hồng Vinh này nè. Tại Hồng Vinh không về nhà, Hồng Vinh ở khu vực thương mại của Hồng Vinh. Hồng Vinh thấy mấy mễ á, nó thấy người Á Châu đốt pháo, nó cũng đem pháo đốt theo quý vị. Mà mấy mễ đốt quý vị biết rồi, nó đốt hơn Việt Nam nữa. Đốt dữ lắm. Mễ này đốt kinh khủng lắm. Hôm nay buổi chiều vì ở Cali này nơi Hoàng Vinh đó gió bão lớn lắm nha, cho nên những sắc pháo nó bay hết trơn. Mới sáng sớm là họ đốt dữ lắm, ngày hôm qua cũng đốt mà sáng sớm, mà không đâu phải họ đốt mà mấy phong pháo đâu, họ đem pháo như là cái bánh xe vậy, như là bánh xe vậy đó. Bánh xe hơi vậy đó. Chảy ra đốt, mỗi lần đốt là như vậy đó. Thấy mà hôm nay không biết ngày gì mà Hồng Vinh nói chuyện không được nữa. Và Hồng Vinh cố gắng nghe lời anh Trùng Nhân để tập thở, nhưng mà nó chưa qua mùng thôi. Hồng Vinh cũng hứa bao nhiêu cái Tết rồi đó, nhưng mà Tết này phải tập rồi đó. Tập thở lại nha. Khi nào nó qua mùng đó, Hồng Vinh bắt đầu tập thể dục lại, chứ kiểu này nói chuyện là không được rồi. Đầu năm đầu tháng nói chuyện hụt hơi vậy là không xong nha. Cũng thấy sức khỏe đều ok lắm, nhưng mà tại vì có cái hơi nó thở không được ấy, anh Trọng Nhân ơi. Từ 3 năm sau này thôi, trước đó thì không sao hết. Trước cái mùa dịch cúm Vũ Hán bây giờ nó tệ thôi, lúc trước cũng bị nhưng mà ít lắm, không nhiều. Chứ sau mấy năm này có thể là mình tự mình bỏ mình vô nhà tù nhiều quá đi, không được thông thả, cho nên nó ảnh hưởng vậy thôi. Hoàng Vinh cũng chúc anh Trọng Nhân luôn luôn phải có sức khỏe ha. Sức khỏe là quan trọng, vì cái nói thật trên đời không có gì bằng sức khỏe, vì Hoàng Vinh cảm thấy như vậy á. Làm cho lắm rồi cũng vậy thôi ha, cũng là nằm xuống có bao nhiêu tắc đắc đó thôi, đâu có hơn nữa vị, thật á. Đắc đai rồi Hoàng Vinh order sẵn rồi, Hoàng Vinh lúc nào cũng order sẵn đó anh Trọng Nhân. Ở đây Hồng Vinh mấy đứa con Hồng Vinh khỏi lo ha. Hồng Vinh mà có ra đi là nó sẵn hết trơn rồi nha. Lỗ ra nằm sẵn hết, sẵn sàng hết. Còn trẻ nhưng phải mua sẵn anh Trọng Nhân. Order sẵn hết trơn rồi nha. Quan niệm Hồng Vinh lúc nằm xuống phải có miếng đất nào đó để mà kỷ niệm xíu. Phải cho nên mình đặt trước không? Mình nằm đây cho khỏe không? Nếu mà mình có bay Việt Nam, nếu mà có nhiều người ta ưng Việt Nam, nhưng mà Hồng Vinh không quan điểm vậy. Nếu mà ra đi mà trở về Việt Nam nữa thì thành ra con cái mình bị mang cái nợ ha? Muốn thăm ra đa đi nó phải đi hối lộ mấy anh Việt Cộng nữa thôi, mất công quá. Nằm ở đây cũng được rồi, cũng khỏe vậy, đâu có cần gì đâu. Như vậy năm mới Hồng Vinh nói chuyện gì đâu không hả vì hả, thấy buồn thiệt. Ok, mời quý ông bà có tin tức gì không lên mà chia sẻ với diễn đàn. Ở bên Canada giờ có đốt pháo không vị? Hồng Vinh đã rời Canada đến đây chưa trở lại vị. Hồng Vinh rời Canada đây là 30 trên 30 năm rồi đó nha. Mà có trở lại lần cuối là cách đây 20 năm rồi, lần cuối cùng á Hồng Vinh quay lại Canada cũng đã cách đây 20 năm rồi. Bao nhiêu năm rồi Hồng Vinh chưa quay về, nhưng mà hồi lúc trước Hồng Vinh còn ở Canada thì không có đốt pháo vì nha. Ở Mỹ nó đúng là luật ra cũng không cho đốt pháo. Thật á, tại vì ở Mỹ này á đến ngày Tết á họ lơ luôn. Cảnh sát á nó còn gác cho người ta đốt pháo mà, thấy không? Thật sự luật nó không cho đốt, nhưng mà cảnh sát đây chính quyền nó lơ cho người ta ăn Tết. Nó như vậy á, tại vì dân á nếu mà ấy là sức lực đoàn kết rất là mạnh lắm. Ok, Hồng Vinh thấy bàn tay anh Trọng Nhân rồi nha. Anh Nhân cũng mong nhận anh Trọng Nhân chia sẻ những cái ngày rất là liên thiên ngày đầu năm nè. Ok, mời anh Trọng Nhân nha. Cảm ơn bàn tay anh rất là nhiều. Thank you anh Trọng Nhân rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Vinh nha.
Và trọng nhân xin chào năm mới tất cả quý anh chị và gia đình của diễn đàn mình. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết của Canada và Hoa Kỳ, phải không? Thì quý anh chị ở Hoa Kỳ cũng như ở Canada đều hôm nay có ăn bánh chưng hay bánh tét hay là ăn nồi thịt kho với hộp gà không thưa quý anh chị? Và có quý anh chị nào còn thức ở trong diễn đàn không hay là ngoài trọng nhân với anh Hoàng Vinh ra thôi? Thấy có chiều mua biên giới mới vào rồi, có chứng hữu biển vấn của trọng nhân nữa nè, mà cũng chưa thấy nhúc nhích, không biết còn có thức hay là không. Còn có ai nữa? Còn những cái bộ mặt thân thương thì trong diễn đàn thì có mặt hết, như chị Phong Lan nè, anh Yêu Tự Do nè, em ru hết hồi nãy tới giờ Hoàng Vinh nói chuyện mà không ai giúp dích hết hả Hoàng Vinh? Nghe Hoàng Vinh nói chuyện mà cái giọng thở mệt nhọc quá, thành ra trọng nhân đưa tay chia sẻ mà một thời gian ngắn để mà cho Hoàng Vinh nghỉ xả hơi một chút. Hoàng Vinh ơi, có một cái việc thứ nhất á, là trọng nhân nói Hoàng Vinh tập thở đó, thì không biết rằng Hoàng Vinh có biết cái cách mà mình thở như thế nào hay không. Nhưng mà trọng nhân cũng không biết, tuy nhiên trọng nhân cũng đã học và tập, và kết quả nhờ cái thở đó mà trọng nhân thấy sức khỏe nó tốt lắm. Nhưng mà thở thì phải cho nó đúng cách, có nghĩa rằng khi mình thở, mình tập thở thì hai cái tay mình bắt đầu thẳng xuống rồi chụm lại, bắt đầu đưa lên từ 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 đó, nhưng mà đừng đi lẹ và đừng có thở một cách gấp rút, mà thở một cách rất là bình thường và kéo dài từ 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 từ, chứ không có gấp. Là bởi vì mình tập theo cái thời gian, có thời gian nó mới có ích lợi, chứ mình thở một cái mạnh, một cái ào á, thì rốt cuộc nó không kết quả đâu Hoàng Vinh. Thành ra tối thiểu á, nếu mà từ thở đó, từ hai cánh tay ở dưới mà đưa lên tới thẳng á, thở từ 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 lên, đưa hai bàn tay thẳng rồi á, rồi sau đó mình ém cái hơi lại để mình giữ cái hơi thở nó một chút. Lúc đầu á thì nó rất là khó điều khiển, tuy nhiên từ từ nó quen, nó có một cái thói quen rồi á, thì ít nhất ra khi mình tập thở như vậy thì ít nhất mỗi một lần thở lên nhá và ém hơi á, ít nhất cũng phải 25 cho đến 30 sư đồng, 30 giây. Tức là cái kim đồng hồ, cây lớn của mình á, nó quay đúng 30 phút. Rồi mình thở xuống á, mình hạ tay, mình thở ra đó, thì cũng vậy, thở với cái hình thức nhẹ nhàng, chậm chạp, từ từ. Cho tới khi hạ tay thẳng xuống, thì cũng từ 30 sơ cộng, 30 giây, cho tới 35 giây. Là điều nhất là như vậy đó. Thì cái khi đó đó là mình quen rồi, tập riết rồi nó quen thì cái thở đó, khi mà mình lâu lâu mình thấy mình mệt á, mà mình thở lại cái mà mình thấy nó không có bình thường như là khi mình tập á, thì cái lúc đó mình biết rằng trong cơ thể của mình nó có một cái điều không ổn rồi. Đó là cái cách thở nó là như vậy. Mà trọng nhân lúc đầu trọng nhân tập thở cũng khó lắm, nhưng mà rồi từ từ nó quen,
bây giờ nó coi như là một cái chuyện rất là bình thường, như là mình thở bình thường vậy đó. Nhưng mà cái thí dụ như là mình tập thở như vậy rồi đó, nếu trong cơ thể của trọng nhân, nếu phổi của trọng nhân, thí dụ vậy nha, phổi của trọng nhân có vấn đề thì chắc chắn rằng cái thời gian thở của trọng nhân không được ổn định, không được đúng thời điểm, thời gian mà mình làm từ trước cho tới bây giờ. Đó, bằng chứng là như vậy thôi. Ráng tập thở. Cái đó là một cái phương cách mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình tập thở đó, mình ngồi mình tập thở cũng được. Mình đang ngồi coi cái xốp của mình tập thở cũng được. Mà khi mình nằm mình ngủ, trước khi ngủ mình tập thở cũng được. Nghĩa là bất cứ mình làm cái gì mình cũng làm được hết. Mình lái xe, ngồi trên xe, cầm cái vô lăng xe mình chạy thì mình cũng thở được, tập thở được. Đó là cái đó nó dễ dàng và nó thuận lợi cho mình nhiều lắm. Đó, đúng theo trọng nhân thấy á, là theo cái cách nói chuyện rồi cái cách khó khăn của Hoàng Vinh á, trọng nhân nghĩ rằng cái phổi của Hoàng Vinh á, nó không có được bình thường tốt lắm, thành ra phải tập rồi tự nhiên nó sẽ tập một thời gian thì nó sẽ trở lại cái phổi mình nó tốt lại vậy thôi. Đó thì tập thở là như vậy. Cái điểm thứ hai á mà trọng nhân muốn trình bày là cái này là tâm tình với quý anh chị em mình trong diễn đàn trong cái ngày đầu năm thôi. Đó. Hồi ngày hôm nay á, hồi trong sáng nay thì trọng nhân có đi đến viếng chùa. Rồi sau đó thì trọng nhân có qua dự một lễ ở trong nhà thờ. Thì thưa quý anh chị, ở trong chùa thì không thấy, không có cái gì để mà mình nhìn được rõ những cái gì mà mình muốn biết. Nhưng mà ở trong nhà thờ, khi mà đến ông linh mục ổng giảng một bài giảng ở trong nhà thờ đó, chào anh yêu em một nữa, chúc mừng năm mới anh yêu em một nữa nha, và gia đình nha anh. Thì trọng nhân thấy ông linh mục chánh xứ họ Đạo á, ổng nói về cái ngày đầu năm và ổng kể những cái chuyện đầu năm, ở trong đó ông lồng vô một cái chuyện mà trọng nhân thấy rất là kính nể ổng, là ổng lên tiếng chánh thức, ổng cũng xin lỗi nếu mà trong cái cuộc sống giao tế giữa một linh mục với lại các giáo dân mà ổng có làm cái gì mà không vừa lòng các bổn đạo, thì bắt đầu qua năm mới thì xin tha thứ cho ổng. Ổng chỉ mong muốn ổng làm một cái gì ổng cũng vì cái lợi ích chung của cái họ Đạo đó thôi, chứ không có vì bản thân ổng. Bởi vì ổng là một linh mục đã suốt cuộc đời đời linh mục rồi, thành ra cái đó nó hay cái chỗ mà trọng nhân nể phục một chỗ á. Quý chị em cũng nhớ rồi, nếu mà mình như Hoàng Vinh hồi nãy nói, ở bên Hoa Kỳ có cho đốt pháo trong ngày Tết, mặc dầu không cho phép chính thức, tuy nhiên người ta thông cảm cái tục lệ của người Việt Nam, thành người ta cũng không có cảnh sát những cái gì đó thì cũng không có phiền hà. Thì nói lên cái điểm gì, mình cái Tết của mình là một cái Tết Việt Nam của mình á, tức là cái Tết âm lịch á, thì đúng là một cái Tết người ta gọi là cái Tết hộp mặt, một cái Tết gọi là sum họp, và nhất là cái Tết của Việt Nam của mình á, nó thể hiện cái khía cạnh
là tình thương và tôn trọng lẫn nhau, với thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Thì trọng nhân nhớ rằng quý anh chị còn nhớ anh, mấy anh chị em nào lớn tuổi á, ở Việt Nam á, trước đây á, quý anh chị còn nhớ ngày Tết của mình á, thường thường á, là con cái đi đâu làm cái gì thì cũng quay trở về nhà để cùng với gia đình cha mẹ của mình để dự một cái bữa cơm hay là một buổi gặp mặt ở trong cái ngày Tết, mùng một Tết. Và cái hình thức mà có lẽ là đối với trọng nhân riêng thôi là không bao giờ quên, là trọng nhân nhớ khi mùng một Tết á, thì bố cha mẹ của trọng nhân ngồi và các con ở xung quanh đến để chúc Tết cha mẹ. Và thậm chí đó, con cái còn quỳ lại mẹ mình để xin lỗi cha mẹ mình nếu trong suốt cái năm mà các con không có làm những cái điều gì mà làm cho cha mẹ buồn hay là bất hiếu với cha mẹ thì cũng xin cha mẹ tha thứ. Và hứa rằng trong năm mới sẽ sửa đổi những cái tật xấu đó. Rồi á, kế tiếp là cha mẹ sẽ lì xì cho các con, các cháu. Cái việc mà lì xì theo cái phong tục Việt Nam á, người ta không quan tâm đến cái vấn đề lì xì bao nhiêu tiền. Ở trong cái bao thư đỏ đó có bao nhiêu tiền? Không có. Mà người ta chỉ nghĩ đó là một cái lì xì, là một cái phúc của cha mẹ, ông bà trong năm mới giao lại cái phúc, cái tốt lành nhất cho con, cho cháu trong gia đình của mình. Đó là một cái phong tục tập quán rất là tốt đẹp thưa quý anh chị. Thành ra ngay bây giờ đó, trọng nhân cũng có chia sẻ một lần đó, theo quan điểm của trọng nhân đó, anh em mình còn sống hiện tại với con với cháu thì cố gắng làm sao giữ được cái phong tục để khó gặp mà họp mặt ở trong gia đình trong cái ngày Tết, và với giữ cái phong tục lì xì cho các cháu, bởi vì con lúc đó lớn rồi không cần lì xì nữa, mà các cháu là bởi vì thưa quý anh chị em mình thử nghĩ đi, 10 năm 20 năm sau nó sẽ thay đổi nhiều lắm, nhưng mà cái đứa nhỏ, đứa cháu, hàng chích của mình, nếu nó được bực ông bà, cha mẹ mà cái ngày đầu năm mới của âm lịch đó, mà thường tập hợp lại rồi lì xì cho các cháu không bao giờ quên. Theo trọng nhân nghĩ, cả cuộc đời của nó không bao giờ quên. Nó tới cái ngày Tết âm lịch là nó nhớ tới ông bà, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến cái hành động mà ông bà cha mẹ giết cho nó những cái phúc, cái tốt đẹp nhất cho cái năm mới. Chứ nếu mà các cháu của mình, các chích của mình, nó không có một cái dấu tích nào để cho nó ghi nhớ lại cái ngày Tết âm lịch, thì thưa quý anh chị, trong tương lai mình thấy ảm đạm lắm. Ngày Tết âm lịch cũng không còn gọi là cái còn mà gọi là xôn xao mong nhớ cái ngày Tết âm lịch như cái thế hệ thứ nhất, 1,5 hoặc là tối đa là tới thế hệ thứ hai. Các cháu không còn nhớ nữa. Đó thì trọng nhân
nghĩ là như vậy. Thành ra khi mà mình nhắc tới cái đốt pháo á, thì mình lại nghĩ tới cái Tết Mậu Thân, phải không thưa quý anh chị? Mà cái Tết của mình á, Tết âm lịch của mình là một cái ngày đầy tình thương, một cái ngày trả hiếu cho cha mẹ, ngược lại bậc cha mẹ ông bà cũng là cái ngày mà trao lại cho các cháu các chức của mình những cái tốt đẹp nhất qua cái hình thức cái bao lì xì, ở trong đó có vài chục đồng, nó số lượng không, số tiền không bao nhiêu, nhưng mà đó là một cái phúc của cha mẹ để truyền lại cho các cháu chức ở trong năm mới. Vì đó trong cái tục lệ, trọng nhân thấy rằng nó không có cái gì sai, mà nó nhiều cái tốt đẹp lắm, và nhất là cho những cái hàng cháu hàng kiếp đó, nó không bao giờ nó quên được cái ngày Tết. Qua cái hành động của ông bà cha mẹ giao cho nó, trao cho nó những cái phúc lành trong đầu năm mới bằng hình thức lì xì đó, nó không bao giờ nó quên đâu. Đó, trọng nhân theo quan niệm của trọng nhân là như vậy. Thành cũng mong rằng chia sẻ trong cái ngày Tết, thì trọng nhân cũng mong rằng anh em chúng ta cố gắng làm sao mà giữ được cái âm hưởng tốt đẹp nhất của cái ngày Tết âm lịch, để mong rằng những cái hàng cháu chích của chúng ta nó sẽ không bao giờ nó quên. Và quý anh chị em nhớ nè, mình nói tới vấn đề tâm linh đi, nói về đến cái phương diện tâm linh đi, cái hàng cháu chích của mình nó còn nhỏ quá, rồi mình mất đi một thời gian 10 năm, 20 năm, nói thật lòng mà nói, các hàng cháu hàng chích đó nó hầu như nó không còn nhớ tới ông bà hay cha mẹ của nó nữa, nhưng mà tới cái ngày Tết là nó nhớ, nó nhớ cái ngày, nhớ ông nhớ bà của nó, nhớ cha nhớ mẹ của nó. Nó qua cái hình thức mà cha mẹ ông bà đã chuyển giao cái phúc lành tốt năm mới bằng cái hình thức là cái bao lì xì đó. Đó thì theo quan niệm của trọng nhân như vậy, thành ra là nếu quý anh chị em nào đồng thuận với trọng nhân thì cũng tha thứ cho. Đề cập đến cái Tết Mậu Thân đã là một cái Tết, là cái ngày yêu thương sum họp hạnh phúc, thế mà cái Tết Mậu Thân là một cái Tết đau thương, cái Tết chết chóc, và cái Tết làm phá đi tất cả cái cuộc sống, cái xã hội của người Việt Nam, mà đặc biệt nhất là của miền Nam Việt Nam vào năm 1968. Thì trong cái phạm vi nói về cái này á, thì trọng nhân xin thưa như thế này, không biết quý anh chị em có nghe hay không, nhưng mà trọng nhân đã nghe và đã tiếp cận với lại một số người, họ có một cái suy nghĩ không phải là cái sự suy nghĩ đó họ bắt công với lại chính quyền miền Nam Việt Nam trong cái thời điểm đó, hoặc là những cái cơ quan an ninh tình báo của miền Nam Việt Nam trong cái thời điểm đó vào năm 1968, họ không ác ý gì cả, nhưng mà cái suy nghĩ bình thường, vừa cái suy nghĩ bình thường mà vừa cái sự kiện, dựa vào sự kiện thì họ có một cái điểm than phiền rằng năm 1968 sở dĩ cộng sản nó tấn công trên toàn lãnh thổ Việt Nam Việt Nam là vì cái chính quyền bây giờ,
chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bây giờ không có yếu kém quá, tệ hại quá. Bên cạnh đó, nhất là những cái thành phần mà an ninh tình báo của chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bây giờ cũng rất là tệ hại, đã không có phát hiện được, không biết gì hết, để cho Cộng sản nó tấn công một cách bất thình lình vào năm 1968, Tết Mậu Thân. Nhưng mà thưa quý anh chị, ở cái điểm này, Trọng Nhân xin thưa với quý anh chị, nếu mà những anh chị nào mà có cái suy nghĩ đó, thì xin nghĩ lại, cái suy nghĩ đó nó không chính xác. Còn nếu mà hoặc là biết được thành phần trẻ, thế hệ sau này mà họ đọc sử, họ cũng có một cái kết luận như vậy, thì cũng mong rằng quý anh chị em giải thích cho các cháu đó biết được rằng không phải thế. Đó là những cái điều mà nó muốn cho cái người dân trong nước, người dân Việt Nam trong nước hiểu một cách sai lệch, là bởi vì cái âm mưu mà tấn công Tết Mậu Thân á, là nó giấu. Cộng sản nó giấu, không phải nó chỉ giấu thành phần trẻ mà thôi, mà tất cả người dân Việt Nam đều bị Cộng sản giấu hết. Giấu cái sự thật của cái trận chiến đó. Họ chỉ nói rằng trong cái trận chiến đó là họ rất là vui, hãnh diện, họ tấn công được các tỉnh thành phố của miền Nam Việt Nam. Họ chỉ nghĩ như vậy thôi, họ nói vậy thôi. Nhưng mà họ không bao giờ họ nói thực ra cái bên trong sau lưng của nó là cái gì. Ở đây Trọng Nhân muốn xin thưa với quý anh chị em, cái sau lưng của nó khác đi. Thì Trọng Nhân xin thưa là bắt đầu vào năm, quý anh chị em còn nhớ không, cái thời mà của cố tổng thống Ngô Đình Diệm á, tức là vào cuối năm 1962 và năm 1963 đó, thì cái lúc đó ở Việt Nam của mình, cái phong trào sinh viên học sinh đó, rồi phong trào các tôn giáo, rồi người dân biểu tình chống đối chính quyền này nọ ì xèo, phải không thưa quý anh chị, nhất là giới sinh viên học sinh đó. Và quý anh chị nếu mà có cơ hội nào, quý anh chị có gặp cái ông mà Nguyễn Phúc Liên á, ở trên Bao Thoát này hồi xưa, Trọng Nhân thấy ông sinh hoạt, nhưng bây giờ thì Trọng Nhân không biết. Trọng Nhân biết không, ông biết ông có còn hay không, còn sinh hoạt hay không. Nhưng mà chính ông đó là cái nhân vật thực tế ở trong cái thời điểm đó. Là bởi vì ổng đứng lên, ổng thực hiện những cái gom thành phần sinh viên, học sinh mà có cái ý đồ vô tình nghe lời của Cộng sản nằm vùng để đi biểu tình, đi thực hiện cái này cái nọ để chống lại cái chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bây giờ. Thì chính ông Nguyễn Phúc Liên đó, ổng mới thành lập ra một cái nhóm gọi là phong trào vì dân. Thì cái phong trào đó cũng là một cái cánh tay trong cái cuộc chỉnh lý, trong cái cuộc chỉnh lý của trong cái thời điểm sau khi cụ Ngô Đình Diệm bị chết á, tức là vào khoảng năm 64, 65 gì đó, khoảng đó. Đại trả Trọng Nhân nói chuyện bất tình lình rằng ông Trọng Nhân không nhớ rõ cái ngày tháng lắm. Nhưng mà cái nội dung nó là như vậy. Thì chính ông này thực hiện cái công cuộc kết hợp cái số người trẻ nghe lời
vô tình nghe lời cộng sản để đứng lên chống với chính quyền. Và chính cái phong trào dì dân của ông Nguyễn Phúc Liêm này đã kết hợp với lại cái hai ông đại tá, một ông đại tá là người quốc gia mà một ông đại tá đó là một người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cái gốc của ông ấy là cộng sản. Rồi anh Nguyễn Phúc Liêm này mới là trong cái cuộc chỉnh lý đó, anh ấy nhanh chân anh trèo lên trên đài phát thanh, anh cướp cái đài phát thanh, anh đọc cái bài kêu gọi đồng bào. Và cũng từ cái kêu gọi đồng bào đó thì cái công cuộc chỉnh lý đó nó bị thất bại. Thành ra anh Nguyễn Phúc Liêm phải chạy lên trên, trốn ở trên, đi qua, rời khỏi đất nước để đi trên miền Lào, Thái Lan, rồi từ từ ông mới xin định cư qua đâu đó, qua bên Âu Châu á. Đấy, thưa quý vị, đó Trọng Canh muốn nhắc một cách chi tiết như vậy để quý anh chị em nhớ là cái Tết Mậu Thân á, nó không phải là một cái sự bất tài của chính quyền miền Nam Việt Nam, và cái có cái Tết Mậu Thân không phải là cái bê bối, không có khả năng của các ngành an ninh tình báo của miền Nam Việt Nam. Bởi vì Trọng Nhân muốn nhắc cái giai đoạn của thời cố tổng thống Ngô Đình Diệm á, là bởi vì cái thời gian đó là thời gian mà sinh viên đồng bào ở trong nước miền Nam Việt Nam đứng lên biểu tình chống lại cái chính quyền, mà cảnh sát lúc bây giờ, cảnh sát quốc gia đó, hầu như họ không có đủ nhân lực để họ phát hiện và ngăn chặn. Thành ra cố tổng thống Ngô Đình Diệm mới thực hiện một ủy ban gọi là Ủy ban An ninh Tình báo Quốc gia trực thuộc phủ tổng thống. Ở trong đó nó có ba nơi. Thứ nhất là phòng nhì Bộ Tổng tham mưu. Cái thứ hai là Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Cái thứ ba là Bộ Cảnh sát Quốc gia của miền Nam Việt Nam. Thì trong ba cái cơ quan an ninh này, người ta gửi người đại diện đến để thành lập cái ủy ban đó trực thuộc phủ tổng thống, để giúp một tay với lại cảnh sát quốc gia để ổn định cái xã hội cái thời điểm đó. Và sau khi qua đến thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì cái ủy ban đó vẫn tiếp tục như vậy. Thì thưa quý anh chị, ở trong cái thời điểm mà bắt đầu năm 1967 á, thì á, cái mà những cơ quan an ninh của miền Nam Việt Nam đã phát hiện và đã tập trung, đã nghi ngờ và đặc biệt lưu ý đến cái vấn đề cộng sản dự trù hoạt động quân sự mạnh hơn, toàn diện hơn, nhưng chưa biết được nó đánh ở chỗ nào và xâm nhập vào tỉnh thành phố nào. Trong nhân dân lập lại là ngay từ năm đầu năm 1967 đã có rồi. Qua cho đến năm 1000, tháng 9 năm 1967 thì ở vùng hai chiến thuật có một người cộng sản bị bắt, một người thượng sản bị bắt, và về họ khai với lại ở quân đoàn 2 á, là ông ta cấp bậc là trung tá của cộng sản, và anh ta đưa ra những cái tin tức về trận liệt quân sự của cộng sản Việt Nam. Tức là cái trận liệt có nghĩa rằng những cái đơn vị, rồi những cái thành phần tổ chức ở trong đơn vị đó, và những cá nhân lãnh đạo ở trong đơn vị đó, ví dụ ta gọi chung đó là một cái trận liệt về quân sự. Thì ở trong đó, ở trong phòng 2 thì sự thực nó có rất nhiều
ban, thí dụ như là phụ trách về không ảnh, tức là chụp hình theo cái đường, theo dọc cái đường mòn mà người ta gọi thường, thông thường á, bình dân á, ta gọi là đường mòn của hồ 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 dâm tặc á, dọc theo cái biên giới Việt Nam Lào biên rồi đó. Và đó là cái mà vào tháng 9 năm 1967 á, thì các tên trung tá đó nói cái điểm đó và nó đưa ra nhiều cái kế hoạch tấn công mà làm cho cái quân đoàn phải hãi hùng. Và từ cái hãi hùng đó mới cầu cứu lên trên bộ tổng tham mưu với lại phủ tổng thống. Thì lúc ở đó trên Sài Gòn đưa xuống một vài anh em ở trong cái ủy ban an ninh tình báo quốc gia đó, cùng với lại bên cạnh, cùng với lại những cái người chuyên môn của Hoa Kỳ đi xuống đó để gặp cái anh trung tá này. Và cuối cùng thì anh này không thể nào chấp nhận ảnh là cấp bậc trung tá được, là bởi vì cái khả năng của anh ấy không phải là một người có cái khả năng mang cấp bậc trung tá đâu. Nhưng đặc biệt anh này nó có một cái đặc biệt hơn những người khác, là ảnh giữ cái chức vụ người ta gọi là thường vụ ở trong trung đoàn á. Thường vụ ở trong trung đoàn có nghĩa rằng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa của mình á, cũng có ông thượng sĩ già làm thường vụ đó. Tức là cái ông này á, ông hết tất cả mọi việc ở trong cái trung đoàn hay là trong tiểu đoàn, và anh ta cũng tiếp cận với lại những cái đơn vị khác, anh ta biết rất nhiều đơn vị. Tức là cái ông thường vụ á, thường thường ở Việt Nam Cộng Hòa của mình á, thường thường mấy ông mà thượng sĩ già đó, ông làm cái nhiệm vụ đó. Thì cái anh này anh có cái, anh làm cái nhiệm vụ đó là thường vụ của một trung đoàn. Và nhờ cái tánh của ảnh đặc biệt như vậy, thành ra ảnh nghĩ, ảnh biết nhiều đơn vị, ảnh biết tin tức những đơn vị của Cộng sản, rồi ảnh biết được cái cách thức tổ chức của Cộng sản, rồi những cái bài học về chính trị của Cộng sản, thằng anh ta đúc kết lại, anh ta mới nói láo với mình là Cộng sản nó có nhiều cái kế hoạch hành quân tấn công miền Nam Việt Nam một cách dữ 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 tợn lắm. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái sự thật, cái lời khai của anh ấy nó không có giá trị, nó chỉ có một giá trị một phần về cái vấn đề là ghi nhận những cái tin tức về các đơn vị quân đội Cộng sản từ miền Bắc vào, để chứng minh một điều là những cái gì mà cơ quan tình báo của miền Nam Việt Nam biết được, nó kết hợp lại để nó chứng tỏ rằng cái nguồn tin đó xác đáng, nguồn tin của quân địch Việt Nam, của những cơ quan lên tình báo miền Nam Việt Nam đó, người ta thấy rằng rất là đúng. Và cũng từ cái chỗ đó, từ tháng 9 đó, tất cả mọi đơn vị người ta tập trung vào một cái mục tiêu duy nhất. Từ cái những người trách nhiệm về không ảnh, những người trách nhiệm về khai thác tù binh, những người có trách nhiệm khai thác với những người hồi chánh viên, và những người mà phụ trách những cái đường dây an ninh của bên cảnh sát, của phòng 2. Nếu nói rằng những cái đường dây mà an ninh, tổ chức an ninh của cảnh sát thì có thể quý anh chị em hiểu được, biết được. Nhưng mà nói tới cái của phòng 2 á, thì Trọng Nhân cũng xin nói thêm là phòng 2 á, lúc bây giờ phòng 2 nó có một cái cơ quan mà ít ai biết đến và cũng không ai nhắc tới đâu. Đó là đơn vị 101 trực thuộc phòng 2. Mà đơn vị này
là một đơn vị chuyên về tổ chức lấy tin tức từ những cái đường dây tình báo nằm ở trong dân chúng, kể cả những đường dây tình báo nằm trong nội tuyến của Cộng sản. Đó là đơn vị 101. Đấy, tôi thành ra cái khi đó tập trung như vậy thì cho đến tháng 11 năm 1967 thì cái quỹ ban đã thực hiện gom góp tất cả những cái tin tức, những cái khai thác để đối chiếu lại với nhau và đánh giá cái mức độ giá trị, thành ra có làm một cái tờ trình lên Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời trình lên trên bộ bên phủ tổng thống về cái âm mưu, cái chiến lược có thể Cộng sản sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạnh ở trong các thành phố, ở các tỉnh của miền Nam Việt Nam trong cái Tết Mậu Thân. Và yêu cầu thứ nhất là hồi đó Tổng thống Thiệu á, Cộng sản Việt Nam á, đề nghị với lại miền Nam Việt Nam là cho ngưng bắn để người dân hai miền ăn Tết một tuần lễ 7 ngày. Nhưng mà ở miền Nam Việt Nam của mình thì chỉ chấp nhận 3 ngày. Thì ở trong cái tháng 10 quá thì cái ủy ban an ninh đó có trình với lại Bộ Quốc phòng với lại Bộ Tổng Tham mưu xin là cắm trại toàn thể quân đội 50%, tối thiểu là 50%, chứ không có thể cho đi hết, đề phòng Cộng sản tấn công thì có đơn vị có mặt tại chỗ, và đồng thời vẽ luôn một cái phóng đồ và ước đoán cái những cái ngã mà Cộng sản từ ở phía ngoài thành phố nó tấn công vào Sài Gòn bằng những con đường nào. Nhưng mà cho tới giờ chót, cho tới đêm 30 thì không có một tin tức nào đáp ứng cả. Và quý anh chị em nhớ cái thời điểm này anh em mình cũng có một số người phiền trách, và phong trào báo chí lúc bây giờ cũng là phê phán ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là Tết Mậu Thân á, với Cộng sản tấn công vào Sài Gòn như vậy mà ông tổng thống thì lại đi về quê ăn Tết với gia đình. À, cái đó là trong cái thời điểm đó, nếu anh chị em nào theo dõi tin tức báo chí và có nhớ thì nhớ cái điểm đó, nó có phiền trách ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng mà cái đó là tội cho ông. Thành ra Trọng Nhân mới nói rằng cái Tết Mậu Thân á, nó ngoài cái đau thương ra, nhưng mà với cá nhân Trọng Thân quan niệm rằng đó là một cái ngày quốc hận vô cùng đối với cuộc đời binh nghiệp của Trọng Nhân. Quốc hận lắm, là bởi vì mình thấy những cái gì mình muốn mà bạn mình không cho, mình không có quyền làm gì cả. Đó, tại sao Trọng Nhân nói như vậy? Nó không phải là vô tình hay là Cộng sản Việt Nam nó giỏi, mà nó tổ chức được một cái cuộc tấn công vào thành phố, các thành phố, các tỉnh thành của mình không có. Cái điều đó khẳng định không có. Nhưng mà đó là một cái ý đồ, một cái thủ đoạn chính trị. Và chính cái người bạn bên cạnh mình lại thực hiện cái thủ đoạn đó. Đó là Quy Kỳ. Thành ra quý anh chị em nhớ, Quy Kỳ không phải đợi cho tới Hiệp định Paris năm 73 mới là
rời bỏ Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Không có đâu. Quê Kỳ đã dự trù rời bỏ Việt Nam, rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam ngay từ năm 1968. Và cái Tết Mậu Thân là một cái trận chiến để Quê Kỳ đánh giá là đã đến lúc Quê Kỳ thực hiện được chưa, và thấy cái khả năng của tấn công của Cộng sản Bắc Việt có thành công hay không, và nhất là nhìn ra được cái khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến đâu. Đó là một cái điều mà quý anh chị em từ đó tới bây giờ sách vở không bao giờ đề cập tới, là bởi vì những người nắm ở trong đó biết rõ chi tiết đó, người ta không muốn, người ta không muốn nói ra, mà người ta cũng không viết, muốn viết ra, vì đó là một cái gọi là một cái uất hận và một cái nhục. Và theo Trọng Nhân nghĩ, anh chị em mình cần phải nói cho những cái thế hệ con cháu chích của mình nó biết được một điều rằng, nếu sau này nó lớn lên, nó thành công ở trên cái phương diện nào đó, hoặc là thành công trên con đường chính trị, thì nó nhớ một điều là đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ tin những cái người bạn hứa với mình những cái gì mà họ muốn giúp mình. Đừng bao giờ tin điều đó. Là bởi vì không một người bạn nào mà có thể hy sinh cho mình mà họ không có lợi. Họ không có lợi thì họ không bao giờ hy sinh. Nhớ như vậy. Nếu mà hàng cháu chích của mình trong tương lai nó nhớ một cái điểm đó, đó là một cái bài học, gọi là bài học xương máu của các bậc cha chú ông bà của các cháu đó trước đây trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Trọng Nhân nói như vậy không phải là không có cái chứng minh. Cái chứng minh nó rõ lắm. Quý anh chị em nhớ rằng cái phòng thủ của Sài Gòn lúc bây giờ, ngoài những cái đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà những cái đơn vị, những cái nơi mà quý anh chị em thường thường biết đến đó, rõ ràng đó, là nếu mà tính ra từ miền Tây đi lên đi vô Sài Gòn, ở đó trước khi vô Phú Lâm đó, trước khi vô Phú Lâm đó, thì có một đơn vị quân đội của Quê Kỳ đóng ở đó. Phía bên Gia Định cũng có một đơn vị quân đội Quê Kỳ đóng ở đó. Đó là hai cái con đường mà Ủy ban An ninh Quốc gia của Việt Nam đã vẽ ra cái phóng đồ và ước tính rằng con đường xâm nhập của Cộng sản nếu nó thực hiện tấn công vào Sài Gòn. Hai cái ngã đó quân đội Quê Kỳ rút hết, rút mà không báo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi một cái con đường thứ ba là cái con đường ở con đường gì mà đi vô, của nhảy dù đi vô nè, tự nhiên Trọng Nhân quên tên. Cái cánh mà bên của sư đoàn dù đóng cái căn cứ, rồi đi vô dọc theo cái đường Trần Quốc Toản, rồi đi thẳng vô, đi ngang qua cái sân bay Cộng Hòa. Ở trên đó ta gọi là cái tên gì tự nhiên Trọng Nhân quên tút. Đó, thưa quý chị, ba cái ngõ đó, mà hai ngõ thì Quê Kỳ rút quân mà không báo cho Việt Nam Cộng Hòa. May mắn thay là ở bên cái cánh mà của sư đoàn dù, cái căn cứ của sư đoàn dù,
thì cái giờ chót không có chính quyền không giải quyết gì cả, thì chỉ có tính cách là huynh đệ chi binh, là ủy ban liên lạc với bộ tư lệnh của nhảy dù ở tại cái vùng đó, đi vô cái đường đường Trần Quốc Toản đi vô đó, rồi đi vô sâu vô tới trong này á, là qua cái trường đại học Phú Thọ, rồi qua cái sân bay Cộng Hòa đó, là cái vùng đó tự nhiên trọng nhân quên tên nó là cái gì, nó gọi là cái gì, để mà nhờ sư đoàn dù giúp giùm ngăn chặn cái bước tiến nhanh của cộng sản đi. Nếu cộng sản nó tấn công vào vùng đó, nó đi, nó lấy cái lộ trình đó nó đi vô, thì cố gắng ngăn chặn lại. Đúng không anh chị? Đó là cái điểm mà trọng nhân muốn nói rằng mình đừng tin ai cả, là cái điểm đó. Rồi một cái thứ hai nữa trọng nhân nhắc lại để quý anh chị em lớn tuổi trong cái thời điểm đó còn còn có biết được đó, thì nhớ một điều nữa. Quý anh chị em nhớ rằng vào cái đêm 30 Tết cho tới trưa ngày mùng 1 Tết của năm 1968, ở trên bầu trời không có một chiếc máy bay nào được phép cất cánh. Mãi cho tới sau buổi trưa xế chiều của ngày mùng 1 Tết, cộng sản Việt Nam không tấn công được, không làm thiệt hại lớn cho cái Sài Gòn, không thành công được như ý muốn của cộng sản. Và cái người bạn của mình mới nhìn thấy được cái khả năng phản ứng can trường của quân địch Việt Nam Cộng Hòa chưa đến lúc, thành ra sau đó mới cho máy bay lên. Đó là cái điểm mà tế chứng minh chứ trọng nhân không có thắc mắc gì cả. Đó thưa quý vị. Rồi bây giờ khi mà nói đến đây á, thì có nhiều người sẽ hỏi rằng ồ tại sao mà cái lực lượng cộng sản nó vào từ ở phía ngoài, nó tấn công vào Sài Gòn, 3-4 cái đường mũi dùi nó đâm vô, mà tại sao nó không thành công như ý nó muốn, trong khi đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở trong thành phố Sài Gòn chỉ còn lại chỉ có khoảng 10%, không hơn không kém. Quý anh chị em có tưởng tượng cái thời điểm Tết Mậu Thân đó, ở bên phía gia đình đó, chỉ còn lại có một ông thiếu tá tiểu khu phó, ông gom hết các lời của tỉnh ông á, tỉnh gia đình đó, chỉ có hơn một trung đội nghĩa quân thôi, mà ông phải chiến đấu. Đó thưa quý anh chị, thành ra đó mình thấy rằng cái quân lực Việt Nam thấy rằng cộng sản tấn công vào mà không được, và cái khả năng phản ứng can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành ra người bạn bên cạnh mình họ mới cho phép máy bay cất cánh. Đó là cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy rõ ràng, chứ không có ai mà phê phán hay là kết tội chính phủ Quy Kỳ cả. Cái điểm thứ ba đó là may mắn họ vào không được, là cũng như Hoàng Vinh nói đó, tức là cái người, cái đơn vị cộng sản nó vào á, nó phải có người dẫn đường nó mới di dời vào được, mà cái người dẫn đường đó phải là cái người trong thành phố, mà những cái người mà dẫn đường á, nó đi theo đường á, nó bị chết, bị giết chết. Thành ra đó, khi mà cái người dẫn đường mà chết rồi thì cái cánh quân đó coi như là như con gà mà mới mở cửa mãi vậy, không biết gì hết, đi lang thang.
Thành ra đó, chính cái điểm đó đó, mà cái cánh quân mà đi ngang qua cái bộ tư lệnh của cái trại của nhảy dù á, bị đánh tác á, còn lại nó đi vào Sài Gòn á, nó cứ hỏi người dân theo đường đi đó là cái khám lớn Sài Gòn nó nằm ở đâu, chỉ cho nó. Nhưng mà người dân thì không biết khám lớn Sài Gòn ở đâu á, mà cũng không chưa bao giờ nghe cái tên là khám lớn Sài Gòn cả. Chỉ có nghĩ rằng á, thằng cộng sản nó hỏi á, chắc có lẽ nó hỏi cái khám lớn khám chí Hòa đấy chẳng hạn, thì chỉ cho nó đi, thì chỉ nó đi vô cái đường Đặng Quốc Toản, mà nó đi vô ngày cuối cùng hết á, thì nó đụng với lại cái trung tâm của cảnh sát giải chiến. Nói thưa quý vị, mà trong khi đó đó, cái khám lớn Sài Gòn á, nó đã đi qua rồi, có nghĩa rằng nó đã qua cái điểm đó mà nó không biết, mà người Sài Gòn cũng không biết luôn, là bởi vì bề mặt lúc bây giờ cái cơ quan đó nó ngang bên hông của cái trường Đại học Phú Thọ đó, và sau lưng của bên kia đường á là cái vách thành của cái sân banh Trọng Hòa. À, thành ra nó đi qua rồi mà nó không biết. Đó thì cái nguyên nhân tại sao mà cộng sản nó không vào được là tại vì thứ nhất là cái người dẫn đường của nó bị chết, bị giết chết trên đường xâm nhập. Cái thứ hai là cộng sản nó giữ cái bí mật cho tất cả những cái đơn vị cộng sản có cái nhiệm vụ xâm nhập vào Sài Gòn, giữ bí mật tuyệt đối. Đơn vị nào biết theo được đơn vị đó và theo lệnh cấp trên mà thi hành mà thôi. Thành ra đó, nó không đi vô được, nó thằng vô được, có thằng không vô được, có đơn vị vô không được, rồi á có đơn vị vô đường cách nhỏ, còn đại đa số nó còn nằm dầm đai. Thành ra nó vô trong này nó lẻ tẻ mà lại không biết đường đi, không biết nước bước gì cả. Thành dĩ nhiên là nó đâu có làm gì được, thiệt hại cho cái thành phố Sài Gòn nhiều đâu. Đó thưa quý anh chị, thành ra đó, nói tới cái Tết Mậu Thân là nói tới cái tình trạng đau thương chết chóc mà rất là uất hận. Của một nước nhỏ. Và có một cái điều mà mình lúc nào cũng tâm niệm rằng bất cứ người bạn nào của mình họ không có giúp đỡ mình một hết lòng tuyệt đối đâu. Họ chỉ giúp nào họ không thể giúp mình mà bỏ đi cái quyền lợi của quốc gia họ. Mà cái điều này á không phải là cái thời kỳ của đệ nhị Cộng Hòa không biết đâu. Biết đó. Nhưng mà số trời đã định, chứ sự thật là thời của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đã xây qua một cái hướng khác, tìm một cái hướng viện trợ khác là của bên bên gì bên cái khối khối gì mà có cái ông vua cha chết rồi tới vua con lên ách ách gì sau đi á, gì tự nhiên nó nói là quên. Hoàng Vinh còn nhớ không, cái gì sau đi á, Á Rạp nữa, bên cái vùng Á Rạp á, cái lúc mà ông cha còn sống á, Á Rạp sau đi hay là cái gì đó đã tìm cái nguồn hứng đó rồi, cái đường khác binh rồi, nhưng mà cái số mình nó không thành, nó không có thuận, chưa có thực hiện được thì ông già chết. Ông già lớn nhất của Saudi Arab chết thì thằng con mới lên, thì thằng con
lúc mà nhắc tới cái sự kiện đó thì thằng con im lặng cho tới bây giờ. Đúng rồi, Saudi Arabia đấy, thưa quý vị, đó là cái tình trạng của cái Tết Mậu Thân của mình, nó xảy ra cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân chính là quý vị lúc bây giờ không còn muốn tham dự cái chiến tranh Việt Nam nữa, muốn rút ra khỏi. Và bằng chứng cụ thể thứ cuối cùng, quý anh chị em nhớ, cái này thì chỉ những người trong cuộc mới biết được, là trong cái trận Tết Mậu Thân á, Cộng sản gửi theo trong cái toán quân sự đi vào tấn công miền Nam Việt Nam á, các tỉnh thành phố của miền Nam nha, có một tên trung tướng đi theo. Mà tên trung tướng này, nếu mà năm 68 mà Cộng sản nó thành công như 30 tháng 4 năm 75, thì thằng trung tướng đó nó sẽ là cái người như là Trần Văn Trà sau này. Nhưng mà tên đó, thành ra do đó mà tới sau cái ký hiệp định Paris năm 73 đó, thì đến có cái mục gọi là trao trả tù binh đó, thì Cộng sản nó chỉ có một mực đòi cho bằng được cái tên trung tướng đó. Nhưng mà không bao giờ đòi được. Đó là một cái điểm thấy rõ ràng là cái ý đồ của Cộng sản khi nó tấn công Tết Mậu Thân không phải là chỉ cuộc tổng tấn công bình thường thôi, mà nó dự trường chiếm luôn miền Nam Việt Nam. Bởi vì Quy Kỳ lúc bây giờ đã muốn rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam trong thời điểm đó, nhưng mà không được. Thấy được thực trạng của giữa Cộng sản, thấy được cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành ra nó kéo dài thời gian qua cho tới 30 tháng 4 năm 75 là lý do đó. Quý anh chị em có tưởng tượng một quân lực như quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong vòng 2 năm không có viện trợ, tức là từ năm 1973 trước khi ký hiệp định, thì Quê Kỳ nói rõ ràng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với Việt Nam Cộng Hòa rằng viện trợ sẽ rút xuống, còn vũ khí phương tiện chiến tranh đó, thì một đổi một, có nghĩa rằng anh bắn một viên đạn thì Quê Kỳ sẽ cho anh lại một viên đạn, anh bị cháy một cái chiếc xe tăng, Quê Kỳ sẽ cho anh thêm một chiếc xe tăng khác, nghĩa là một đổi một, chứ không có còn như hồi xưa. Viện trợ xuống còn 700 triệu. Không được. 300 triệu cuối cùng cũng không được. Một quân lực chiến đấu trong vòng 2 năm trời, cho đến khi vũ khí không còn, đạn dược không còn, mới chịu thất thủ. Quý chị em thấy trên thế giới này có cái quân lực nào trên thế giới, những cái quốc gia trên thế giới này, quý chị em tìm cho Trọng Nhân một cái quân lực của một quốc gia mà chiến đấu một cách anh dũng, lẻ loi, uất hận trong vòng 2 năm trời mới chịu buông súng đầu hàng không? Chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cái này không phải là mình tự cao hay là mình tưng bốc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thưa quý anh chị, đó là thực tế. Đó là thực tế. Chứ không có phải là như là
nhiều người lầm tưởng rằng cái ngày 30 tháng 4 năm 75 là tại tại vì kết quả của ngày 30 tháng 4 năm 75 là do cái chính quyền của miền Nam Việt Nam quá yếu kém, những cơ quan an ninh ngồi chơi sơ nước. Nhưng mà sự thực bên trong nó không phải vậy. Thành cũng từ cái chỗ đó mà Trọng Nhân quyết tâm rằng nếu Trọng Nhân chết trong tù thì không có nói gì. Nhưng mà khi Trọng Nhân ra được khỏi tù, chắc chắn rằng Trọng Nhân không bao giờ trình diện với Cộng sản để bị bắt lần thứ hai. Và những cái điều đó Trọng Nhân đã thực hiện. Và cái điểm mà cuối cùng là thấy cho được rằng một, nếu nhắc đến cái Tết Mậu Thân là cái Tết đau thương quốc hận, quốc hận lắm thưa quý anh chị. Và trong cuộc đời của Trọng Nhân là cái đau đó là một trong những cái đau mà trước khi nhắm mắt Trọng Nhân không quên được đâu. Chỉ khi nào nhắm mắt rồi thì mới quên đó. Bởi vì á, mình á, chiến đấu với giặc, với Cộng sản mà hai tay bị cột lại, mà chiến đấu cái gì? Có hai còn hai cái chân không mà chiến đấu cái gì? Đó tôi khuyên chị, thành ra thôi Trọng Nhân cũng chiếm thời gian của diễn đàn cũng cả tiếng hồ rồi, thành ra bây giờ thì giao lại cho anh Hoàng Vinh. Mời mời quý anh chị em nghe. Trọng Nhân cũng buồn thiệt. Trọng Nhân vào diễn đàn, Trọng Nhân thấy có anh một mình anh Hoàng Vinh, anh nói không ra hơi. Trọng Nhân cố gắng live để mà sinh hoạt bằng live với lại quý anh chị em mình. Nhưng mà Trọng Nhân để ý cả tiếng đồng hồ Trọng Nhân nói chuyện, nhưng mà chỉ có anh hai anh em thôi, anh Hoàng Vinh với lại Trọng Nhân thôi. Còn bao nhiêu anh chị em thấy im lặng quá, thì mình thấy rằng cái công cuộc này của mình nó thay đổi quá nhiều rồi. Và thay đổi thiệt. Quý anh chị em thử nghĩ đi, cách đây 10 năm cái bao thoát á, tất cả những cái ngày kỷ niệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam đều có tổ chức mời diễn giả đến trình bày, rồi tất cả mọi người tham dự đều đóng góp rút tỉa kinh nghiệm này nọ. Nhưng mà cơ khoảng 5-10 năm nay, quý anh chị em thấy cái bao thóp càng ngày nó càng sụt xuống. Và bây giờ chỉ còn có cái diễn đàn ngày hồi sáng là diễn đàn cái gì quê mẹ đó, hướng về đất mẹ, còn nhớ tới để tổ chức tưởng niệm cái ngày Tết Mậu Thân. Buồn lắm. Trước đây á, tất cả những cái ngày lễ lớn của tưởng niệm, kỷ niệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dòng lịch sử của Việt Nam, của miền Nam Việt Nam đều được bao thoát tham dự một cách rất là tích cực. Nhưng mà bây giờ hiện tại nó càng ngày nó càng đi lùi xuống. Thấy cũng buồn thiệt. Phải công nhận. Bây giờ là cũng mắng còn một cái diễn đàn hướng về quê mẹ hay gì đó, hướng về quê mẹ hay đất mẹ gì đó, tổ chức cái tưởng ngày Tết Mậu Thân hồi sáng nữa. Phải không anh Hoàng Vinh? Bao thoát lúc này nó không còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa xôn tụ lắm, những cái ngày lễ lớn của miền Nam Việt Nam á đều được tổ chức cả. Những cái người đó bây giờ họ đã rút lui từ từ, không còn ai xuất hiện hết. Thành ra
bao thoát lúc bây giờ hiện tại nó không còn như hồi xưa nữa, cũng thấy cũng buồn. Rồi cái người mà có nhiệt tình muốn nói cũng buồn luôn, là bởi vì mình nói mà cũng như là mình nói trong cái lỗ không vậy đó. Đó là cái mà người nói cũng như là người tổ chức đều sút giảm hết. Rồi không biết rằng trong tương lai bao thoát là để sử dụng làm cái gì nữa, trọng nhân cũng không hiểu luôn. Ok, cho thôi xin trọng nhân xin lỗi nếu mà trọng nhân trong chia sẻ mà xúc động về tình cảm, về tư về về lia, thì trọng nhân có những cái lời mà quý anh chị em nghe mà không vui lòng thì cũng xin tha thứ cho trọng nhân. Bây giờ thì trọng nhân xin gửi cái mic lại cho anh Hoàng Vinh nha, và trước khi gửi mic cho anh Hoàng Vinh lại một lần nữa, trọng nhân cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý anh chị em mình và gia đình trong những cái ngày đầu năm mới này được lúc nào cũng bình an, sức khỏe đầy đủ và mọi điều may mắn đến gia đình mình và gia đình lớn nhỏ của mình và gia đình lớn của mình luôn. Ok, xin cảm ơn quý anh chị nha. Trọng nhân gửi mic lại cho anh Hoàng Vinh nha, anh Hoàng Vinh. Ôi dạ vâng, xin cảm ơn anh trọng nhân rất là nhiều dạ. Cũng nhân dịp đầu năm chúc anh trọng nhân và gia đình luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc dạ. Năm nào Hoàng Vinh cũng post những cái hình ảnh mà biến cố Mậu Thân 68 hết anh trọng nhân trên 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 trang mạng của Hoàng Vinh dạ. Để nhắc nhủ chúng ta hàng năm thắp một nén hương. Để mà cho những người nạn nhân của chúng ta là bị đồng bào chúng ta bị Cộng sản Việt Nam sát hại hồi biến cố 7 hồi biến cố năm 68 nha. Không bao giờ quên những cái đó. Cái đó cũng là nhắc nhủ là đừng bao giờ tin Cộng sản hết. Anh Trọng Nhân có một cái nhắc nhủ là tuy rằng một người bạn thân đồng minh nhưng mà cũng đừng nên quá đặt cái niềm tin quá đi nha, cũng như là Việt Nam Cộng Hòa cũng như là để bỏ 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 rơi vậy, cũng là một cái con cờ thế giới nha. Bởi Hồng Vinh á nhìn thấy á ở thế giới đó có ba anh ha, một anh là Trung Cộng ha, một anh là thằng Nga Cộng, một anh Mỹ là luôn luôn nó quay vòng như vậy anh trọng nhân là thế giới vậy mà chúng ta bị lọt vào con cờ của thế giới và cái trò chơi của thế giới như vậy nha. Rất là thảm thương cho dân tộc chúng ta là như vậy, mà theo quan niệm của Hoàng Vinh á, là cũng tại cũng cũng do dân tộc chúng ta nha. Cũng là một nửa phần thì quá tin Cộng sản nha. Bởi cái tuyên truyền cộng sản nó quá cũng đừng coi thường cái tuyên truyền cộng sản, lúc nào cũng cảnh giác, chính ở hải ngoại cũng vậy nè, vấn đề những chuyện xảy ra vừa rồi chúng ta đã thấy đó, thì lòi ra là cái cô Lê Hồng Kheo Ly gì đó bên Toronto, cô này té là lòi ra là cô này cũng đi về Việt Nam qua lại mọi lần, mà hồi xưa thì sinh hoạt cộng đồng cũng là đứng dưới còn cờ vàng, quý vị thấy không, mà bây giờ này về Việt Nam rồi bị thường thường người ta nói đàn ông về là hay trúng vấn đề Mỹ Mỹ nhân kế đúng không, giờ này cũng bị cái chiêu nam nam nhân kế của Việt Cộng là như vậy đó vị luôn luôn chúng ta vẫn cũng là đừng bao giờ mà mất hy vọng, này lúc nào cũng có cái hy vọng năm bước qua năm mới thì Hồng Vinh cũng cầu cái hy vọng nó hiện hữu nha. Hy vọng là 2025 ha, anh Trọng Nhân nói theo theo lời là thiên thiên tri, Trọng Nhân nói là coi như là 2025 là chúng ta sẽ có một ánh sáng nào đó và một cái tia sáng nào đó nó sẽ đến với dân tộc chúng ta. Không thể như vậy. Ok, chúc anh Trọng Nhân ngủ ngon khò khò ha.
Dạ, Hồng Vinh cũng ráng cố gắng thực hiện những điều mà anh Trọng Nhân nhắc nhủ nha. Ráng cố gắng tập thở ha. Chứ nếu mà lâu ngày không sử dụng cái lá phổi mình nó bị teo đúng rồi anh Trọng Nhân. Tại cái cốt Hồng Vinh ông trời sanh ra, Hồng Vinh á là bắt phải đi làm lao động ngoài trời kìa. Hồng Vinh ngộ lắm mà đi làm lao động ngoài trời người khỏe liền à. Mà làm kiểu ngồi văn phòng anh Trọng Nhân, tối ngày cứ bấm ba keyboard ngón tay không à. Sử dụng có ba, có Hồng Vinh làm việc sử dụng như có mấy ngón tay à. là không được, phải lao động cuốc đất trồng khoai là con người khỏe liền à. Dạ, tại vì quý vị biết không, mấy năm này á là coi như là bị tự mình nhốt vào trong nhà sao á, không cũng không hẳn vậy nữa, tại vì bây giờ xã hội bây giờ nó xáo trộn quá, lộn xộn hầm bà lằng hết. Từ ngày không biết tại sao thời điểm nào mà Hồng Vinh nghĩ là bắt nguồn thời năm 2000 sao á, thời Obama, rồi tới thời nay xã hội bây giờ nó lộn xộn xì ngầu, cướp trộm đồ, nó bắt an ninh đó. Cho nên bây giờ ai ai ở Cali này ra đường cũng là quý vị tưởng không, một đất nước cường quốc như nước Hoa Kỳ hiện nay nè, ra đường luôn luôn lúc nào cũng là trong tư thế mà cảnh giác. Vị mới tưởng tượng ai cũng vậy hết đó, ai cũng ra đường cũng sợ đó. Kỳ này nó quậy quá mà chỗ nào cũng cướp trộm á, điên điên khùng khùng giờ quá nhiều đi. Thấy không, nội mà ghen tương thì ghen tương không là để vô trong cái ngày liên thiên mà ta vui mừng để đón đón Tết đó quý vị ha. Thấy không, để xả súng chết làm hết mất 10 cặp, năm cặp là 10 người, mà thêm 10 người bị thương tích nữa. Thấy rất là vô lý vô cùng nha. Không cái ghen tương gì khùng khùng là vậy quý vị. Không được, cô nàng nào không được thì rước cô nàng khác gì đâu, quan trọng quá. Bởi vậy thế giới con bởi vậy thế giới mà dạ ok không thấy dạ yeah, ok dạ yeah, giám đốc Hồng Vinh cũng là lo mà chạy để mà nói chuyện mấy cháu ha, nhưng dịp đầu năm phải spend time tụi nó nhiều hơn. Và Hồng Vinh cũng dám tạm ngừng đây để mà mời robot lên chúc quý vị luôn luôn ha, giữ vững niềm tin ha. Chúng ta dù sao chúng ta là cũng là con dân của Việt Nam Cộng Hòa ha. Đứng chỉ dưới một ngọn cờ, đó là ngọn cờ vàng ba sọc đỏ nha. Không bao giờ chấp nhận lá cờ phúc kiến, lá cờ của hàng Trung Cộng con ha. Mỗi nếu một ai đó chấp nhận lá cờ của Trung Cộng con á, tức là chấp nhận mất một gian giang sơn cho hàng Trung Cộng. Tại sao? Tại vì hàng Trung Cộng con đó đã chấp nhận là Hoàng Trường Sa quy một dải giang sơn là của thằng Trung Cộng. Quý vị thấy không? Là do ai? Là thằng Phạm Văn Đồng mà chỉ thị là thằng Hồ Chí Minh. Thấy chưa? Cho nên không bao giờ cúi đầu chấp nhận lá cờ mẫu đó. Luôn luôn còn hơi thở, còn đấu tranh thôi. Tuy rằng Hồng Vinh á, bị lép phổi được, nhưng mà ráng cố gắng theo lời anh Trọng Nhân dặn, ráng cố tập ha. Còn luôn luôn là mình phải tuy rằng cái lời ăn tiếng nói mình không có giỏi, nhưng mà luôn luôn mình phải lên tiếng nói cho dân tộc chúng ta, không ngại chuyện đó. Dạ như vậy ok, Hồng Vinh xin tạm ngừng đây. Chúc anh Trọng Nhân ngủ ngon nha. Dạ còn em mỗi ngày mình mở mắt ra là mình cũng cảm ơn trời Phật ha, cảm ơn Chúa. Mở mắt là tiếp tục thôi, thấy không, gì đâu nha. Yeah, còn là như vậy thôi nha. Yeah, cứ không có kêu này bày kêu khác, đâu có gì đâu mà phải dạ. Yeah, mình còn sống là còn đấu tranh thôi, nhưng mà vấn đề quan trọng lắm. Những cái biến cố lịch sử phải nhắc nhở lại, nhất là biến cố Mậu Thân 68, là chúng ta phải share những video clip đó càng nhiều càng tốt, vì những hình ảnh đó để cho thế hệ sau này họ thấy được cái hình ảnh đó là cái tội ác của thằng Việt Cộng này. Yeah, là như vậy đó. Yeah, phải share rộng rãi quý vị. Yeah, cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah, Hồng Vinh xin ngừng đây. Good night quý vị ha. Good night anh Trọng Nhân, anh Trung Tính 21, anh chị Yêu Tự Do 3, chú Tâm Mẫn, anh Polo Sport, anh Cà Phê Polo Sport nữa. Trời, hai nick dám là một chỗ rồi ha. chị Tâm An dám đi đi xa với gia đình rồi nha.
Anh Sơn Trà quê tôi, ở bên Úc Châu. Chị Phong Lan nè, anh gì gì tên là khó đọc quá, mùng găm chăng hay hay là mừng 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 âm chăng. Dạ, ok, Hồng Minh xin chào mít ở đây. Xin chào tập viên quý vị để mà robot lên. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay là ngày mùng 1 nghe không? Ngày mai là ngày mùng 2 ở Cali. Ở Việt Nam là giờ này là mùng 2 rồi, sắp sửa bước ra mùng 3 rồi. Ok. Have a good night quý vị. Hồng Minh chào mít là quý vị ạ. Pologne espérait une décision forte de l'Allemagne. Moscow sẽ phải tiếp tục đàm phán để cấp xe tăng Leopard của mình cho Ukraine, trong khi Ba Lan hy vọng Đức đưa ra một quyết định mạnh mẽ trong cuộc họp ở Ramstein, thì chủ đề này đã bộc lộ một sự chia rẽ trong nội bộ NATO. Thế nhưng, tình hình đã được làm sáng tỏ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã không bật đèn xanh để giao cho Ukraine những chiếc xe tăng Leopard, loại xe tăng mà theo nhiều nhà phân tích là sẽ có thể mang lại lợi thế đáng kể cho quân đội Ukraine. Nhưng dù gì thì 15 nước sở hữu xe tăng Leopard, trong đó có Đức, cũng đang thảo luận để tìm ra một giải pháp phù hợp hơn, một cuộc họp cũng được dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Dẫu sao đi chăng nữa, Ba Lan